Thưa sư, cho con hỏi, bây giờ con đang cảm thấy áp lực và lo lắng trong học tập thì có cách nào để giải tỏa các áp lực đó không? Thì cái gọi là cái gì ta? Mình biết cái chỗ đó cái nó là cái hố lửa thì mình nhảy vô đó, mà mình muốn nó không bị đau thì nó khó lắm. Cái việc học hành á thì đúng thật là nó có nhiều áp lực. Bây giờ mình đã nhảy vô trong đó rồi mà mình muốn nó không áp lực thì nó khó. Tại vì cái đứa học sinh dở á, nó cũng có áp lực của học sinh dở, mà học sinh giỏi nó cũng có áp lực của học sinh giỏi. Thành ra là mình có cái năng lực gì thì nó cũng áp lực như nhau à. Nhưng mà nó như vậy nè. Sư nhớ là hồi nếu như á, hồi 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 xưa đó, lúc năm năm 12 á, thì bạn bè nó lo luyện thi đại học. Trong khi đó thì sư đã đăng ký vô cái học viện NIT ở bên ngoài. Tại vì sư nghĩ là sư thấy là học đại học á, xong rồi nó cũng ra cũng không kiếm được việc làm đúng ngành nghề. Cho nên là thay vì tạm gọi là thay vì học đại học thì sư chọn một cái ngành nghề khác và sư đã trúng tuyển trong đó rồi. Cho nên là sư cũng không có cần phải đi luyện thi như người ta. Cho nên là đỡ khổ hơn. Thành ra đó, một trong những cách sư nói nó hơi đời là mình có cái dự toán dự định trước cho tương lai thì mình sẽ đỡ cái vất vả hơn. Còn làm sao để giải tỏa áp lực á thì nên dành thời gian để quý vị hành thiền. Bởi vì nhờ việc hành thiền á, tâm của chúng ta sẽ trở nên định tĩnh và sáng suốt hơn. Nhờ có sự định tĩnh và sáng suốt á, cái việc chúng ta cần làm á, chúng ta sẽ tập trung và chúng ta làm được tốt hơn. Tức là cũng có bấy nhiêu đó công việc, nhưng nhờ vào một nội tâm định tĩnh, chúng ta có thể làm việc một cách hiệu quả hơn. Sư lấy ví dụ giống như tại sao mà cái đứa học sinh giỏi á, nó làm 100 bài toán mà nó làm chỉ trong vòng, sư lấy ví dụ nha, trong vòng là cỡ 2 tiếng hoặc 3 tiếng là xong. Mà một đứa học sinh giỏi, một đứa học sinh dở á, cũng 2 tiếng hoặc 3 tiếng đó nó làm mới có mười mấy câu à. Tại sao vậy? Tại vì đứa học sinh giỏi á, cái trí của nó nhanh hơn rất là nhiều, khả năng tập trung của nó tốt hơn rất là nhiều. Còn một đứa học sinh dở thì nó có quá nhiều thứ để nó lo, lo chơi nè, lo bạn bè nè, thậm chí lo người yêu nữa, lo rất là nhiều thứ. Nó mất sự tập trung và mất sự nhanh nhạy của trí, cho nên là nó tốn nhiều thời gian hơn. Thì á, cái kinh nghiệm của sư ở năm cấp 3 nó hơi kỳ, là khả năng của mình là khả năng màu học sinh giỏi, mà mình đặt chỉ tiêu tôi chỉ cần khá là đủ rồi. Thì tự nhiên mình không cần phải cố như là một đứa học sinh giỏi. Nó giống như một cái, hiểu không? Cái khả năng mình tới đó, mà mình không cần tới đó, mình chỉ cần khá thôi. Tự nhiên mình bớt áp lực nhiều lắm. Còn mình là một đứa học sinh dở, mình nội cái chuyện mà mình muốn giữ cái học lực trung bình thôi nó đã khó muốn chết rồi, chứ nói cho học sinh khá. Thành ra đó là tùy năng lực của mình, mà muốn được như vậy thì mình phải có khả năng định tâm và trí của mình nó phải bén nhạy, thì như vậy á là nó mới làm được ha. Rồi sẽ qua câu hỏi tiếp theo.